Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Tỉnh lộ 674 đi xã Morai, huyện Sa Thầy, quốc lộ 40B đoạn qua xã Tumorong xuất hiện điểm sạt lở lớn, gây tắc nghẽn giao thông. Trên quãng đường khoảng hơn 10 km tỉnh lộ 674 tỉnh Kon Tum có gần 10 điểm sạt lở lớn nhỏ khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Còn trên quốc lộ 40B xảy ra sạt lở tại km 166 550 thuộc làng Long Leo, xã Tumorong. Đất đai và nhiều cây cối trên đồi đổ sụp xuống lấp tràn mặt đường, làm các phương tiện không thể lưu thông. Sở Giao thông Vận tải Kon Tum hiện đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường điều máy móc tới điểm sạt lở khắc phục, sớm thông tuyến, đảm bảo giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM cho biết sau một tháng chỉ nhận được 4 lượt người đến cung cấp hình ảnh vi phạm luật giao thông, nhưng Cảnh sát Giao thông không lập biên bản được trường hợp nào. Vì nhiều lý do, qua rà soát, cảnh sát giao thông không thể trích xuất hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính qua hình ảnh được vì người dân không cung cấp được ngày giờ, tuyến đường vi phạm hoặc biển kiểm soát phương tiện vi phạm không rõ ràng. Trước đó, PC08 cho biết từ ngày 1 tháng 8 sẽ tiếp nhận clip của người dân ghi hình phương tiện có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ để xác minh, xử lý. Đây được kỳ vọng là biện pháp có tính răn đe với người vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông. Liên quan tới đề án đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phòng chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm, thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bố trí một bộ phận chuyên trách bí mật thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động của công tác kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm. Đáng chú ý, năm 2018 qua công tác kiểm tra, đơn vị phát hiện và xử lý kỷ luật đình chỉ đối với 72 đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động 6 dây chuyền kiểm định và 2 đơn vị đăng kiểm. Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Đăng kiểm thực hiện 25 đợt kiểm tra chuyên ngành các đơn vị đăng kiểm, phát hiện và xử lý kỷ luật, đình chỉ có thời hạn đối với 15 đăng kiểm viên. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và đường kết nối Pháp Vân cầu rẽ với đường vành đai 3. Theo đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án trên. Trên cơ sở thẩm định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xây một cây cầu có kết cấu tương tự cầu Vĩnh Tuy hiện nay, cách mép cầu cũ 2 mét, dự kiến triển khai từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2022. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ có tổng chiều dài 3.504 m. Theo dự kiến, quý 3 năm 2020, Hà Nội sẽ lựa chọn nhà thầu, thi công trong hơn một năm và hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, sáng nay một ô tô trong lúc ôm cua đã tông vào 4 xe máy và một ô tô đang dừng ven đường, khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, ô tô mang biển kiểm soát 51H11255 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ giao nhau với đường Nguyễn Văn Thương, đường D1 cũ, phường 25, quận Bình Thạnh, ô tô này bất ngờ mất lái, lao với tốc độ cao, húc 4 xe máy và một ô tô đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến 4 người, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em đi trên các xe máy bị thương, được người dân sinh sống tại đây hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hàng loạt xe máy nằm ngổn ngang, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ô tô đậu trên đường cũng bị biến dạng phần đầu xe. Nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông quận Bình Thạnh đã đến phong tỏa hiện trường và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý hàng loạt vi phạm của xe khách qua đường dây nóng do người dân phản ánh. Đáng chú ý, tổng tiền phạt lên tới cả chục triệu đồng.
Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, đơn vị này xử lý 4 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó có 1 trường hợp xe vận tải hành khách tuyến cố định, 3 trường hợp xe vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng. Với các lỗi chở quá số người quy định, đón trả khách, không đóng cửa khi xe đang chạy, không trao vé cho khách. Tổng số tiền phạt lên đến hơn 17 triệu đồng. Trong đợt này, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn tăng cường kiểm tra xử lý theo phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng. Hàng loạt xe ô tô khách bị người dân phản ánh như xe khách mang biển kiểm soát 18B01192, 18B01755, 18B01639, hoạt động theo hình thức xe dù tuyến Nam Định Hà Nội. Xe khách mang biển kiểm soát 18B01559 tại chạy tuyến Ý Yên Nam Định nhồi nhét khách. Xe khách mang biển kiểm soát 18B01457 chở khách quá quy định trên tuyến cầu rẽ Pháp Vân. Sáng nay ngày 5 tháng 9, Ban Quản lý Dự án 6 đã báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc đoạn đường dài gần 200m thuộc tuyến tránh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị sụt lún nghiêm trọng do đơn vị này làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 2 và 3 tháng 9, tuyến đường tránh đoạn qua địa phận thôn Đoàn Kết, xã Iapa, huyện Chư Sê bất ngờ bị sụt lún nghiêm trọng, làm biến dạng mặt đường gần 200m. Tại đoạn này, mặt đường bị đứt gãy, rộng nhiều khoảng nửa mét, có nơi sâu tới khoảng 1m. Cùng với đó là các tấm bê tông, phần ta luy bị sụt lún biến dạng. Hư hỏng này khiến ô tô không thể lưu thông. Hiện tại, việc sụt lún vẫn đang tiếp tục diễn ra. Công ty cổ phần 471 là nhà thầu thi công đoạn đường này. Trước đó, tuyến đường tránh qua địa bàn huyện Chư Sê có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng với tổng chiều dài hơn 10,8 km. Liên quan tới đề xuất bỏ BOT cầu Rạch Miễu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã chính thức bác đề xuất này. Lý do được bộ này đưa ra đó là phương án thu hoàn vốn tại hai trạm thu phí, một trạm chính ở tỉnh Bến Tre và một trạm phụ tại Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang để đảm bảo tính khả thi cho dự án. Về phản ánh luồng phương tiện đi từ phía bờ Tiền Giang qua cầu chính đến xã Thới Sơn dừng trả khách ở làn chờ cầu Rạch Miễu và quay đầu không qua trạm, gây ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc dừng đón trả khách ở làn chờ cầu Rạch Miễu là sai quy định, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, bộ này đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng công an xử lý nghiêm minh. Được biết, từ khi dự án đưa vào khai thác, phương tiện lưu thông qua tuyến chính chiếm khoảng 98,2% và còn phương tiện lưu thông qua trạm thu phí xã Thới Sơn là khoảng 1,8%. Việc tiếp tục đầu tư xây dựng hai làn bên trái quốc lộ 32C để khai thác đồng bộ đáp ứng nhu cầu vận tải là rất cần thiết. Đây chính là khẳng định của Bộ Giao thông Vận tải liên quan tới dự án này đã bị chậm tiến độ từ nhiều năm nay. Dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhằm tránh ùn tắc trong những ngày quốc giỗ tại Đền Hùng có tổng mức đầu tư là 834 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Dự án được khởi công vào tháng 11 năm 2009, dự kiến ban đầu hoàn thành vào năm 2012. Tuy nhiên, thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ, dự án này thuộc nhóm phải đình hoãn, giãn tiến độ. Việc tiếp tục đầu tư xây dựng hai làn bên trái tuyến để khai thác đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay là rất cần thiết. Do nguồn vốn trung hạn phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020 rất hạn hẹp, nên dự án không bố trí cũng như chưa được bổ sung vốn để hoàn thiện tuyến đường này trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines vừa được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ. Như vậy, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp giấy phép quan trọng này. Cụ thể, Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tới một số điểm đến của Mỹ thông qua các điểm trung chuyển tại Đài Loan, Nhật Bản. Vietnam Airlines được vận hành các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Sydney và Dallas, Fort Worth. Hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada. Việc Vietnam Airlines vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ được coi là một động thái quan trọng của phía Mỹ sau khi Cục Hàng không Việt Nam được Cục Hàng không Liên bang Mỹ trao chứng nhận đạt năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1. Đây cũng là một bước quan trọng để chuẩn bị cho kế hoạch bay thẳng đến Mỹ sau này của Vietnam Airlines.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị và các bạn, cấp thẻ xe buýt miễn phí cho những đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người có chứng nhận hộ nghèo của Liên Sở Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, việc triển khai đăng ký cấp phát thẻ xe buýt miễn phí đang gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Trung tâm Điều hành Bến xe Kim Mã, Hà Nội. 8 giờ 30 sáng, đoàn người đã xếp hàng chật kín tại tầng 1 Trung tâm Điều hành và Quản lý Giao thông Đô thị số 1 Kim Mã, Hà Nội. Người cầm chứng minh thư, giấy hẹn để đến lấy thẻ xe buýt miễn phí đã được cấp. Người thì cầm tờ khai, kèm ảnh đăng ký làm thẻ mới. Tất cả đều tất bật hối hả trong không khí khẩn trương. Trong căn phòng nhỏ, rộng chừng 60m², không có điều hòa, những người cao tuổi nhích từng bước một, thật chậm rãi và đầy mệt nhọc. Có những người đã đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể cầm được chiếc thẻ trên tay. Tôi xếp hàng từ 8 rưỡi đến giờ, bây giờ là 10 giờ kém 10 rồi, còn về cơm nước nữa. Vẫn chưa được và đề nghị là có giải quyết nào cho nhanh cho bà con, để cho nó đỡ mệt mỏi, người già. Tôi thấy cái này là không hợp lý, các cụ đã có nhiều tuổi rồi, tôi làm thẻ này hơn một tuần đấy, hôm nay đến ngày hẹn. Thế mà đông cái này vào rất mệt, đứng vào đây tôi thấy là nó khó chịu. Các vị ở đây ấy, nên xếp trước theo vần ABC và gọi tên như bệnh viện ấy. Và theo ngày và gọi theo bệnh viện tên người theo từng cửa một thì chắc là nó dễ hơn là xếp theo kiểu thế này. Ông này chờ một tiếng, trên một tiếng, tôi chờ gần một tiếng rồi mà vẫn chưa được lấy thẻ, thì tôi nghĩ rằng nên cải tiến một chút thì chắc nó sẽ đỡ hơn, bởi vì còn nhiều người làm lắm. Tại vì biết ở đây làm là trung tâm mà, làm nhanh thì mình đến đây, nhưng mà không ngờ đến đây lại đông quá, ai cũng đến đây cả. Mỗi ngày, riêng điểm đăng ký thẻ xe buýt miễn phí tại số 1 Kim Mã nhận hơn 1.000 đơn đăng ký. Không những vậy, do là trung tâm phát hành thẻ, nên ở đây cũng nhận thêm 4.000 phiếu đăng ký từ 61 điểm trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội gửi về. Quá tải là điều dễ dàng nhận thấy đối với các nhân viên làm việc ở nơi đây. Ở trên toàn thành phố thì là hiện nay là có khoảng 700.000 người cao tuổi. Và cái chính sách này thì không chỉ là áp dụng đối với những người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, mà đối với cả những người cao tuổi ở các tỉnh mà có nhu cầu sử dụng xe buýt ở Hà Nội, nên cái số lượng thì nó còn đông hơn như thế nhiều ạ. Điểm Kim Mã là điểm đầu mối sản xuất của chúng tôi, nên là rất nhiều người dân thì cứ nghĩ là đến tại các điểm thì sẽ lâu hơn là tại điểm Kim Mã, nên mọi người đều đổ dồn về cái điểm Kim Mã này ạ. Như theo chúng tôi thống kê, từ năm 2006 đến ngày 20 tháng 8 thì chúng tôi sản xuất là 64.000 cái thẻ. Nhưng mà trong vòng thời gian rất ngắn, đấy là từ ngày 21 đến ngày hôm qua, chúng tôi sản xuất hơn 15.000 cái thẻ. Chúng tôi cứ sản xuất thì cứ chưa hết được một đợt nọ thì lại tiếp tục đăng ký nhiều. Đâm ra là thành ra là việc sản xuất thẻ nó chưa đáp ứng được có những ngày đã đến ngày hẹn nhưng mà vẫn chưa lấy được thẻ. Số lượng thẻ trong vòng 15 ngày vừa qua đã gần bằng 1/4 tổng số thẻ trong vòng 13 năm. Từ năm 2006 đến tháng 8 năm 2019 mà đơn vị xe buýt Hà Nội cấp phát cho toàn người dân, một số lượng rất lớn và nó khiến các nhân viên cấp thẻ xe buýt đang tỏ ra lúng túng và vỡ trận. Trong thời gian tới, số lượng người đăng ký thẻ xe buýt miễn phí sẽ còn tăng thêm bởi còn rất nhiều đối tượng ưu tiên vẫn chưa được làm thẻ, cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn từ cách làm cấp phát thẻ cho người dân nhằm giảm thiểu tình trạng chờ đợi mệt mỏi này. Điểm phát hành thẻ miễn phí xe buýt tại bến xe Kim Mã những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Mặc dù các nhân viên đã cố gắng làm việc, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân ngày một tăng cao đến làm thẻ xe buýt miễn phí. Do đó, tình trạng người dân, đặc biệt là những người cao tuổi xếp hàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ vẫn cứ diễn ra. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.